Nữ nghệ sĩ ô dề nhất showbiz Việt gọi tên nam thư ganh tị với Lâm Vĩ Dạo vì được Trường Giang quan tâm hơn, trách móc anh lớn vì không thương mình, thân mật với các nghệ sĩ nam đã có vợ. Nam thư nghẹn ngào thất vọng trách móc Trường Giang ngay trên sóng. Vào tối mùng 3 tháng 12, tập 41 chương trình 2 ngày 1 đêm đã chính thức lên sóng thu hút sự chú ý của netizen. Ở cuối chương trình, nam thư khiến dàn sao khá bối rối và bất ngờ khi lên tiếng chia sẻ rất thất vọng và buồn vì hành động của Trường Giang. Nam thư trách Trường Giang không quan tâm cô như những nghệ sĩ khác. Cụ thể, nam thư lên tiếng giãi bày, nhưng em cũng có một điều hơi buồn, mà người em buồn là anh Giang. Tại vì đi một show nào mà có nguyên một dàn nữ như này, lúc nào em cũng cảm thấy không bao giờ được anh Giang quan tâm nhiều. Cái này em nói thật, em tham gia rất nhiều show anh Giang. Ví dụ như chỉ có một em Puka thì không sao, nhưng sau đó rất nhiều nữ là lúc nào anh Giang cũng ưu tiên những người khác, còn nam thư luôn là sự lựa chọn thứ ba, thứ bốn. Nên em buồn lắm. Khi nói những tâm sự này, nam thư còn xúc động nghẹn ngào, cố kìm nén rơi nước mắt khiến Trường Giang bối rối và dàn sao có phần ngỡ ngàng. Sau đó, Trường Giang đã lên tiếng làm rõ, mọi người nhìn đi, ngoại trừ lúc nam thư khóc thì ở đây ai mạnh mẽ bằng nam thư không? Thư muốn làm gì thì không ai cản được, thư có đường đi riêng, không ai nói được, chỉ cho lời khuyên thôi chứ không ép thư đi đường nào được. Trường Giang trước giờ chỉ hỗ trợ cho những bạn yếu hơn thôi, đó là nguyên tắc, bởi vì người mạnh họ đã có nhiều show rồi, người yếu ít show hơn, họ cần sự quan tâm của mình để mạnh hơn và có nhiều show hơn. Trường Giang biết Thư nghĩ gì chứ sao không biết, Thư có buồn anh thì cứ buồn, anh cũng chẳng giải thích lời nào rằng anh không thương em bằng dạ hay không thương em bằng ai đó. Việc của anh là thấy em trưởng thành hơn mỗi ngày và mạnh hơn tất cả mọi người về ý chí phấn đấu. Cuối chương trình, Ngô Kiến Huy còn đề xuất chia đôi món quà của đội chiến thắng cho những sao nữ. Nam diễn viên Trường Giang đã chủ động tới tặng cho Nam Thư, sau đó anh và cô đã ôm nhau thân thiết, xóa bỏ những hiểu lầm. Tuy chính chủ đã có những chia sẻ trực tiếp trên sóng truyền hình nhưng netizen vẫn đưa ra nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng hẳn phải có nguyên nhân sâu xa khiến Trường Giang không quan tâm Nam Thư như dàn sao khác dù cả hai đã từng sống chung trọ thời sinh viên. Đa phần bình luận của cư dân mạng đều nhắc tới chuyện Nam Thư từng bênh vực nam em trong thời điểm hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 vướng drama tình ái với Trường Giang cách đây hơn 5 năm. Đến nay, Trường Giang lẫn nam em đều đã tìm được hạnh phúc riêng. Mười khó vẫn êm ấm bên Nhã Phương sau 5 năm kết hôn, còn có hai nhóc tỷ đáng yêu. Trong khi đó, nam em cũng đã công khai chồng sắp cưới đến người hâm mộ, thông báo lên xe hoa trong năm 2024. Nam Thư bị chỉ trích vì ôm sát giạt đồng nghiệp nam đã có vợ, thái độ sau đó gây tranh cãi. Nam Thư bị chỉ trích vì ôm sát giạt diễn viên Quang Tuấn. Trong ảnh, nam diễn viên đứng ở phía sau, tay đặt ở phần eo của Nam Thư và mặt cùng sát cạnh nhau. Đang nói, diễn viên Quang Tuấn là người đã có vợ và hiện là bố bỉm của một nhóc tỷ nên khoảnh khắc này khiến cư dân mạng tranh cãi nảy lửa. Đa phần mọi người đều cho rằng Nam Thư và Quang Tuấn đều có cách thể hiện sự thân thiết không phù hợp. Đồng thời, cư dân mạng còn gọi tên Linh Phi, bà xã Quang Tuấn vì cho rằng nam diễn viên không nghĩ đến cảm xúc của vợ khi chụp ảnh thân mật với Nam Thư. Netizen cho rằng Nam Thư và Quang Tuấn có thể là những người bạn lâu năm, gắn bó nhưng khi chia sẻ ảnh lên mạng xã hội thì cần có sự chọn lọc để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có phải ảnh hưởng đến cuộc sống. Trước đó không lâu, Nam Thư cũng gây tranh cãi khi thân thiết và ôm Quách Ngọc Tuyên tại sự kiện. Nữ diễn viên giải thích về hành động hay ôm đồng nghiệp mỗi khi gặp gỡ. Tại Thư thích ôm và được ôm những người thư thương, thư quý. Sau nhiều lần vướng vào tranh cãi, cư dân mạng góp ý Nam Thư nên kiểm soát và có giới hạn với đồng nghiệp nam, đặc biệt là những người đã có vợ.